Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay thì Vũ Quang muốn kết nối một câu chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại và từ câu chuyện drama đến câu chuyện đó là trong lịch sử, đó là cận đại. Trong cái buổi nói chuyện này thì Vũ Quang muốn tiếp sóng chia sẻ cùng quý vị, anh chị và các bạn đó là bài viết của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cái bài viết đó là Chiến tranh nhồi sọ. Chiến tranh nhồi sọ liên quan tới đó là vấn đề của truyền thông. Thế thì trước khi chia sẻ về bài viết này thì Vũ Quang muốn chia sẻ cùng quý vị, anh chị và các bạn cái luận điệu của cái tàn dư, gọi là tàn dư ngụy quân ngụy quyền đấy, mà hiện tại bây giờ vẫn được sự hỗ trợ và yểm trợ liên quan tới bè lũ xe đầm quốc tế trong cấu trúc liên minh truyền thông toàn cầu. Trong cấu trúc liên minh truyền thông toàn cầu ở đây không phải chỉ đơn thuần nói xấu về đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mà nói xấu xuyên tạc bịa đặt về tất cả mọi quốc gia không thân với Mỹ và không nằm trong đó là guồng máy của Hoa Kỳ. Ví dụ như không phải là đồng minh, không phải là liên minh quân sự, không phải là yếu tố là thân Hoa Kỳ, thì chắc chắn cái cấu trúc liên minh truyền thông toàn cầu này sẽ, những quốc gia đó sẽ nằm trong tầm ngắm để nói xấu, bịa đặt và xuyên tạc về vấn đề dân chủ và nhân quyền, nói xấu về tình hình chính trị và các vấn đề khác của quốc gia đó. Thế thì ở trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta cũng nằm trong đó là cái tầm ngắm của bè lũ sen đầm quốc tế. Và điều hiển nhiên rồi, người tuyên truyền chính, xuyên tạc chính đầu tiên đó chính là cái lực lượng tàn dư ngụy quân ngụy quyền. Trong đó chúng ta có thể nói là nổi cộm lên là tổ chức khủng bố đó là Việt Tân. Ngoài tổ chức khủng bố Việt Tân ra thì nó còn có hơn 100 đảng phái hội đoàn nữa. Trong đó có những nơi được hỗ trợ trực tiếp đến từ đó là Hoa Kỳ. Và còn lại thì nó đều là chiêu bài ăn theo để lừa gạt, thành lập các hội đoàn, thành lập các đó là quỹ để lừa gạt kiều bào ở hải ngoại, quyên góp tiền và cấu kết một số thành phần ở trong nước. Và kết quả những người ở trong nước nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết vì đồng tiền, và bên cạnh đấy có tư duy là vong nô vọng ngoại, nghĩ rằng bản thân mình đi theo kịch bản của cái bè lũ tay sai đó thì có một cơ hội được sang bên méo sống. Và cho đến thời điểm bây giờ thì chúng ta cũng nhìn nhận thấy ở tại Thái Lan, nó là một cái vùng đệm địa chính trị để thành lập để tập hợp những con người vượt biên sau khi mà gây ra cái tội trạng là chống đối chính quyền nhân dân Việt Nam theo cái con đường đó là phản động, đòi lật đổ đó là chính quyền nhân dân Việt Nam hiện tại. Thì một số thành phần hiện tại giờ vẫn đang tị nạn ở tại Thái Lan, đang chờ đợi là vận động đi sang Mỹ, châu Âu và một số các quốc gia khác ở phương Tây. Nhưng mà kết quả là rất nhiều con người là 10 năm rồi vẫn đang đó là ở tại đó là Thái Lan, vẫn chưa được đi đâu cả, đúng không? Còn một số thành phần thì cố gắng để hoạt động làm sao mà vào tù ra tội, để có cơ hội đó là Hoa Kỳ sẽ lên tiếng và đưa bọn chúng đi, giống như là Tạ Phong Tần, giống như là Nấm Mốc, giống như là Điếu Cày hay là Cù Huy Hà Vũ. Nhưng kết quả cho đến ngày hôm nay thì chúng ta nhìn nhận là từ năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì một loạt những thành phần cộm cán như là Trùm Dân Oan Dương Nội, Cấn Thị Thêu, gia đình Cấn Thị Thêu đang ngồi bóc lịch. Chưa thấy có động thái gì từ châu Âu cũng như là từ Hoa Kỳ. Rồi đến câu chuyện của nhóm NOU Ba Miền, tức là anh em dân chủ Ba Miền, mà Nguyễn Văn Đài là người thành lập. Và nổi cộm lên là trong cái nhóm gọi là chấn hưng đất Việt, gồm có Dũng Vô Va, Hùng Khanh và một số thành phần nữa cũng lại đang ngồi trong cụi, đúng không? Rồi thì nhóm báo sạch mà chúng ta gọi là báo bẩn, báo bố láo mất dạy, đó là Trường Châu Hữu Danh, thì cũng vừa lĩnh án xong. Và một loạt những thành phần cộng cán nữa. Nhưng mà kết quả cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có một động thái gì là những thành phần con người này thì sẽ được đi đâu về đâu. Và bước đầu tiên thì có thể nói rằng anh em trên mặt trận chống luận điệu xuyên tạc thì nghĩ rằng những thành phần như là gia đình Cấn Thị Thêu hay là thành phần của Phạm Đoan Trang có thể là những đối tượng sẽ được đi để xây dựng một tiếng vang trong cái công cuộc đấu tranh của liên minh, của cấu trúc liên minh truyền thông bẩn toàn cầu đó. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi thứ vẫn im hơi lặng tiếng, mặc dù án đã xong, đúng không? Vừa rồi thì ở tại Úc thì một số thành phần gọi là dân chủ cuội, bao que ba càng đang gây áp lực với lại ngoại trưởng Úc trong cái câu chuyện là gây áp lực, là yêu cầu là ngoại trưởng Úc là gây áp lực lên chính quyền nhân dân Việt Nam để đưa Châu Văn Khảm về nước. Gây không? Bọn chúng nói đưa một cái tội phạm về nước đơn giản như vậy đó. Trong khi đó là hiện tại bây giờ Việt Nam chúng ta như nào rồi? Vị thế chúng ta như nào? Kinh tế đã phẳng, hội nhập sâu rộng, hàng hóa Việt Nam đi năm châu bốn biển, tên tuổi Việt Nam đi lên, thương hiệu Việt Nam đi lên, uy tín Việt Nam đi lên. Sự ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế rất lớn. 2 năm liên tiếp ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chúng ta đều làm gì ạ? Đó là làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đúng không? Tức là cái uy tín và vị thế của chúng ta rất là lớn mạnh. Thế thì trong câu chuyện ngày hôm nay đâu có đến câu chuyện của bè lũ xe đầm quốc tế ối rồi ôi nữa. Bởi vì ối rồi ôi thì ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của các quốc gia đó. Có đúng không quý vị anh chị và các bạn? Đó. Thế thì trong cái hành trình đó thì bè lũ tay sai phản động vẫn cứ rêu rả rằng là gì? Là chế độ cộng sản đã sử dụng mấy trăm tờ báo, mấy ngàn tờ báo là để nhồi sọ. Đó là 97 triệu dân trong nước không biết đến sự thật lịch sử. Thế còn bọn chúng thì thao hồ mà tạo ra một loại lịch sử riêng, không cần dựa vào cái mốc nào cả, không cần dựa vào cái bất kể một cái nhà ký giả nào cả, không cần dựa vào là Mỹ viết thế nào hay là chiến tranh Đông Dương nó viết thế nào, không cần, tự bịa ra một loại lịch sử. Đấy, hay không? Thế nhưng mà cái câu chuyện liên quan tới người ta gọi là chiến tranh nhồi sọ, vấn đề truyền thông thì bắt nguồn đầu tiên phải từ Mỹ. Mỹ mới là một trong đất nước, một trong quốc gia sử dụng chiến dịch đó là chiến tranh nhồi sọ mạnh nhất, xóa trắng, gọi là thay trắng đổi đen một cách đo trắng trợn. Ngay như câu chuyện chiến tranh Đông Dương, trong từ năm 1954 đến năm 1975, Mỹ đang tìm mọi cách cho đến thời điểm hiện tại để cào bằng lịch sử, xóa trắng lịch sử, không muốn rằng là bản thân Mỹ đã thất bại trong công cuộc xâm lược Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975. Mà Mỹ chỉ muốn là nhận cái xanh dưng là gì? Là hỗ trợ miền Nam Việt Nam giữ cái nền dân chủ đa đảng đa nguyên, tam quyền phân lập và đập vỡ mõm. Đó là bè lũ tay sai phản động. Kết quả là tất cả đu càng về bên kia bán cầu. Bây giờ rất là cay. Lần đầu tiên đất nước Mỹ bị thất bại mà. Lần đầu tiên. Đấy. Với cái lực lượng vũ khí gọi là áp đảo. Áp đảo. Áp đảo về số lượng. Áp đảo về gì? Về chất lượng. Rất mạnh mẽ. Áp đảo cả về quân số. Kết quả là buộc phải rời khỏi Việt Nam. Hạ cờ và thất bại thảm hại vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là ngày cuối cùng. Và đó là một dấu mốc lịch sử không chỉ là của Việt Nam mà là của cả thế giới. Các chuyên gia lịch sử, các nhà nghiên cứu sử học, xã hội học năm 1975 đã nhận định là dấu mốc lịch sử này để cả nhân loại có thể hiểu được đúng về ý nghĩa của nó. Có thể nhân loại mất 10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa thì mới có thể hiểu được. Sau đó mới có câu chuyện là lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ẩn số của Việt Nam, ẩn số của thế giới, mới đi tìm kiếm con đường, đó là tìm đường cứu nước của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Thế thì trong cái rêu giả đó, trong cái việc đó là chiến tranh nhồi sọ bằng cái con đường gọi là truyền thông đấy, thì đương thời bác có viết một bài về cái việc là chiến tranh nhồi sọ của Hoa Kỳ như thế nào. Và từ câu chuyện chiến tranh nhồi sọ của Hoa Kỳ như này, Vũ Quang muốn dịch chuyển vào chính sự kiện drama vã thẳng vào miệng Đàm Tư Cướp, Thủy Tề, Hè Lũ, Vịt Hương. Trong câu chuyện này cũng sử dụng chính sách, đó là sử dụng một lực lượng báo đời, báo hại, báo lá cải. Tôi tin tưởng những bài viết đó không thể nào tự dưng người ta viết nếu như không có chi tài chính. Tôi nói quý vị các bạn vậy. Ở đây tôi đang nói về báo đời, báo hại, không phải dòng báo chính quy Việt Nam. Không thể nào có khái niệm rằng là gì ạ? Trên giải đất hình chữ S, thông tin không có gì nóng hổi mà lại đăng bài lúc nửa đêm được. Nửa đêm mà gái khoe đăng bài cả. Đăng bài giải rác một cách kinh khủng khiếp. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, có hơn 100 bài được đăng lên. Thì đó là cái dấu tích điển hình nhất để nhìn nhận vào nhá. Nó cũng nằm trong vấn đề chiến tranh nhồi sọ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì ở đâu đó cái phương thức đó nó không còn hiệu quả nữa. Bởi vì thông tin bây giờ nó phẳng. Mạng xã hội, mạng internet, nó đi tới hang cùng ngõ hẻm. Trên mọi giải đất của hình chữ S nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Mọi người dễ dàng để đưa ra quan điểm của mình trên một sự kiện và hiện tượng đó là diễn ra. Dẫn tới câu chuyện là dù có 1000 bài báo viết ra cùng một thời điểm cũng không lại được với sức mạnh của quần chúng nhân dân. Ví dụ như ở Việt Nam, số lượng người sử dụng mạng xã hội lên tới hơn 60%, tức là gần 70 triệu người. Mà mỗi một người thì là một pháo đài. Mỗi một người là một cái cơ sở để truyền tin. Thì làm sao có, có, có một cái lực lượng nào có thể mạnh được. Đó. Vậy rõ ràng là quần chúng nhân dân vẫn là mạnh nhất. Trong cái câu chuyện trong hai công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, sự thành công lớn nhất nó cũng là chiến tranh gì? Nhân dân. Đó là chiến tranh toàn dân. Đúng không? Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chủ quyền của chúng ta ở mặt đất đã ngon lành cành đào, toàn vẹn lãnh thổ, từ địa đầu Móng Cái cho đến mũi Cà Mau, đúng không? Giàu đẹp và đang phát triển. Thì đến bây giờ chủ quyền thứ hai của chúng ta đang cần phải, đó là gìn giữ, ổn định, đó chính là chủ quyền ở trên không gian mạng. Và công cuộc chủ quyền không gian mạng trong giai đoạn đầu thì chúng ta vẫn biết là dòng chính luận của Việt Nam, tức là liên quan đến những tờ báo chí VTV, VTC của Việt Nam, đúng không? Nhưng đến bây giờ thì lại cần đến một lực lượng lớn hơn nữa, đó chính là quần chúng nhân dân. Thì mới có thể kịp thời để phản biện các luận điệu ối dồi ôi của bè lũ tay sai phản động đang cố gắng đưa tin bố láo, mắt dậy về tình hình ở trong nước cũng như là xuyên tạc bịa đặt về vấn đề lịch sử. Thì hôm nay tôi chia sẻ về cái chiến tranh nhồi sọ và tầm quan trọng của chiến tranh nhân dân như thế nào nhé. Bài viết này là của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến tranh nhồi sọ. Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí này, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng, vân vân, đủ các thứ chỉ ở Pháp mà thôi. Mỗi một năm chúng tiêu là 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt ở nước nào, chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Kịch bản này đến bây giờ Mỹ vẫn đang dùng, chính là cấu trúc liên minh truyền thông toàn cầu đấy. Và khi ông Biden lên nhậm chức thì ông cũng kêu gọi cái việc là gì? Là xây dựng lại cái liên minh này. Đó. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói là mỗi năm này các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ này, cộng lại là hơn 4 vạn trang báo, bằng 16 vạn trang báo đó là cứu quốc. Mỗi một năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng. Mỗi quyển ra từ 3.000 đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ. Ở các nước đến bây giờ số lượng còn nhiều hơn nhiều. Nó vẫn nằm trong cấu trúc liên minh đó. Đúng không? Mỹ còn lập nhà thương này, trường học này, hội từ thiện vân vân ở các nước để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đã ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc đó là bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ và nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà Ban Bộ Giáo dục và Tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức đó là chống lại. Từ bài viết này, anh chị và các bạn có nhìn thấy cái màu sắc ở trong sự kiện drama này không? Có yếu tố liên quan đến chiến tranh, đó là nhồi sọ bằng truyền thông không? Có không? Đó chính là câu chuyện báo đời, báo hại, báo lá cải Hồ Quang đã nói. Cho nên đối với câu chuyện của người làm báo thì cần nhất là giữ vững nền tảng tư tưởng của một nhà báo cách mạng để kiên quyết phò chính và bài tà. Ngoài ra vấn đề đưa tin, gọi là đưa tin đúng không? Thì nó phải trung thực. Đúng tin tức của sự kiện không thêm bớt. Còn đã là bình luận thì phải khách quan, đa chiều, nhiều hướng. Tránh trường hợp là quần chúng nhân dân nhìn nhận vào và đọc hiểu sai, lệch về sự thật liên quan sự kiện đó. Và từ cái câu chuyện đó tôi mới phản biện tương đối gay gắt với anh, đó là Nguyễn Đức Hiển. Đương nhiên sẽ đặt cho anh những câu hỏi mà thôi, đúng không? Trong câu chuyện của Đàm Tư Cướp là rõ nhất về câu chuyện này. Mà tôi làm rất nhiều thước phim, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, anh Đàm Tư Cướp có hơn 100 bài báo. Đó chính là chiến dịch này, đúng không? Và câu chuyện liên quan tới thành lập hang ổ hội nhóm, đó là từ thiện này kia đấy. Đó là những cơ sở mật thám, tuyên truyền, hủ bại văn hóa. Điều này có được Ban Tuyên giáo nhắc tới chưa? Mục chống diễn biến hòa bình ở Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân nhắc tới chưa? Có đúng không quý vị và các bạn? Đã nhắc tới và chúng ta cũng biết về điều này. Bởi vì con đường đó là cái con đường dễ chia để trị và dễ để nồi kéo. Và trong sự kiện drama này nó hiện rõ trong cái câu chuyện giống như bài viết của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh về câu chuyện chiến tranh nhồi sọ của Hoa Kỳ. chiến tranh nhồi sọ Hoa Kỳ. Và đến thời điểm hiện tại thì mức độ tinh vi hơn. Cho nên trong cái công cuộc gọi là chống lại luận điệu xuyên tạc về diễn biến hòa bình có mức độ cam go và sinh tử. Tất cả những điều tôi vừa nói là tôi nói lại những điều đã được nói ở trên mục chống diễn biến bình của quân đội nhân dân và công an nhân dân. Thì đến thời điểm hiện tại để chúng ta có thể đẩy lùi được cái điều này, đúng không? Những cái văn hóa thượng đẳng ối rồi thiếu trách nhiệm, những phân ngôn bố láo mất dạy, đó là trách nhiệm của ai? Toàn dân. Quyền năng nằm trong tay gì? Nhân dân. Có dân nó chắc, đúng không? Ok, bây giờ câu chuyện các anh các chị đấy, theo luật không vi phạm rồi, nhưng đối với đất nước, đối với dân tộc, về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng, về mặt trách nhiệm, anh chị có tội, hoàn toàn có thể tha thứ bởi quần chúng nhân dân. Nhưng các anh chị cần phải làm gì? Trung thực, đối diện, xin lỗi và sửa đổi. Anh chị không làm được điều đó thì quần chúng nhân dân tự biết mình phải làm gì, chứ không phải là cái gì cũng là cơ quan ban ngành, không phải cái gì cơ quan ban ngành cũng giải quyết được. Tôi chưa kể cái việc là việc của đất nước thì quá nhiều, không phải là cái gì cũng mang ra có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Nhưng quần chúng nhân dân thì giải quyết được đấy, bởi vì nhà nước là của dân, do dân và vì dân mà, đúng không? Nhân dân làm chủ mà, thì chúng ta phải thực hiện quyền đó thôi. Trong câu chuyện của Đàm Tư Cướp hậu sự kiện sau kê, đúng không? Anh hiện nguyên hình là một ông Hoàng Đu Càng, anh hiện nguyên hình với thói đời thượng đẳng, anh hiện nguyên hình không thấy cái sự trung thực và là hối cải của anh. Anh không thấy rằng anh có lỗi trong sự việc này, mà anh thấy rằng anh vẫn đúng, mà cộng đồng mới là người có lỗi. Anh vẫn thể hiện cái điều đó. Và cái quả test live show của anh vô cùng là tuyệt vời. Anh tự biết một làn sóng tẩy chay như thế nào. Và trong câu chuyện tẩy chay này, quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ cùng quý vị anh chị bạn, đó chính là cái câu chuyện của các nhãn hàng. Thì nhãn hàng nào sẽ dám, tôi dùng từ sẽ dám, sử dụng hình ảnh của các anh chị đấy trong cái câu chuyện làm đại sứ thương hiệu. Bởi tôi tin tưởng với câu chuyện của MC Chấn Lột nhé, đã là khó khăn cho vấn đề làm đại sứ thương hiệu rồi. Đương nhiên điều này là điều góc nhìn của cá nhân Vũ Quang thôi, đúng không? Còn nếu như trong góc độ đó là ví dụ như Đàm Tư Cướp hay anh Hề Lũ bây giờ mà làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng nào đó, tương đối là khó khăn. Tương đối là khó khăn, không đơn giản. Thời điểm vàng son các anh chị không làm thì đến bây giờ các anh chị phải tự nhận hậu quả mà thôi. Thì đây là một cái thước phim nữa Vũ Quang muốn kết nối từ bài viết của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái chiến tranh nhồi sọ chuẩn bị của Hoa Kỳ, để dịch chuyển vào sự kiện drama và luận điệu của bè lũ tay sai phản động, và tầm quan trọng của vấn đề truyền thông và dân vận quan trọng là như thế nào, dù là thời chiến hay là thời bình. Cha ông ta đã đổi bằng xương máu để có được hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, thì ngày hôm nay chúng ta có một chủ quyền nữa, đó là chủ quyền trên không gian mạng. Và trách nhiệm đó là trách nhiệm của mỗi một người dân khi chúng ta sử dụng, đó là nền tảng mạng xã hội. Đây là những gì Vũ Quang muốn giao lưu và chia sẻ cùng quý vị, anh chị và các bạn. Đối với câu chuyện của đất nước dân tộc, cảnh giác xa một chút chắc chắn không thừa. Rất cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.